xây bên đó luôn á, rất là nhiều. Ngay đây sẽ là cái hồ nước xanh nè, rồi nhà cửa sẽ là phía sau, và đây là nhiều nhà mẫu khác nữa. Đây, đây là phía trước của căn nhà nè. Đó, đây là cửa trước, xong rồi bên đây là cái gara. Anh chị em nào mà muốn mua thì hãy gọi liền cho em, tại vì Hà nói là đầu tháng 4 Hà sẽ lên giá đó. 4 mặt cạnh. Ok, và đây là một cái mẫu khác nữa ở trong cái khu Santerra. Cái mẫu này là của hãng Highland Home. Có 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm rưỡi. Đó, cái chỗ mà mình bước vào cửa. Xong rồi phía bên tay phải á là cái gara ha. Đi ra gara, rồi cái cầu thang đi lên lầu. Rồi ngay dưới này sẽ có một cái phòng cái half bath ngay đây. Đó, cái này là cái half bath. Họ làm vách tường kiểu á, chứ bình thường á cái vách tường thì nó sẽ giống như ở ngoài đây nè. Rồi cái này là cái phòng ngủ, có luôn cái phòng tắm ở bên trong. Đó, có luôn phòng tắm bên trong. Xong rồi mình xem cái phòng tắm coi. À, tắm đứng. Họ sẽ làm kiến giống vậy luôn, nhưng mà gạch á thì là vật liệu khác thôi. Đó, rồi mình đi qua mình xem cái phòng khách ngay đây. Cửa sổ rất là sáng sủa. Đây là cái nhà bếp nè. Cái island ở đây. Rồi built-in appliances cho mình luôn, đầy đủ. Rồi bên đây là cái phòng ăn. Nhà vẫn là 4 mặt gạch. Cái này là nhà này là upgrade rồi, nên mình thấy cái cabinet ở trên á nó có cửa kính. Bình thường thì là tủ solid thôi. Rồi mình đi xem cái phòng mà master ở phía sau. Đó, cái phòng master nè. Cái ceiling cao thoáng lên. Căn nhà này có giá là upgrade. Giống không có y xì vậy nhưng mà có upgrade rồi đó. Thì họ bán là 484.000. Cái toilet ở bên đây. Walk-in closet. Nè, cái tắm đứng và tắm nằm ngay đây. Có cửa sổ. Bốn phòng ngủ, ba phòng tắm rưỡi. Ở dưới là hai phòng ngủ, ở trên hai phòng ngủ với là một cái giống như là game room. Đó, nhà bốn màn gạch, các patio ở phía sau luôn cho mình. Của hãng Highland Home. Cái căn nhà này có giá là 484.000 hiện tại bây giờ. Còn sau này nó lên giá bao nhiêu thì anh chị em cứ gọi vào để mình có thêm update về giá cả của cái khu vực này ha. Đó, mình xem lại cái nhà bếp nè. Ok, số điện thoại của Vi là 832-367-1041. Các anh chị hãy cứ gọi vào cho em. Cái khu này là của thành phố Katy, Santerra. Tường thuế ở đây là 3.5. Hathaway là 1.400 một năm. Tại vì nó có cái Blue Lagoon, cái hồ bơi á. Đó. Cái hãng Highland này có nhiều mẫu cỡ giá thấp hơn cũng có luôn. Cỡ 380, 390, 400 mấy cũng có. Và cái mẫu này thì đặc biệt mẫu này là 484. Sàn hạ dùng mà chất liệu bằng cái này là bằng gỗ đó. Ok, đây là phía trước căn nhà nè. Đó, nhà bốn mặt gạch luôn. Ok, bây giờ mình đi coi cái căn nhà này ha. Đó, bước vào á là mình thấy cái sàn là bằng gạch. Cái khu này là của thành phố Katy, khu Santerra. Ở phía trước á là có một cái phòng ngủ ngay đây.
Đó, rất là sáng sủa, có cửa sổ nè. Cái vách tường này là họ làm kiểu thôi, chứ lúc mà mình mua là không có cái vách tường này đâu nha. Rồi cái này là cái closet ở đây, vừa đủ cho cái phòng này. Cái phòng này có thể làm cho khách nè, hay là cha mẹ lớn tuổi đó ở. Xong rồi có cái phòng tắm full bath luôn ngay đây. Đó. Rồi, còn ngay đây là cái cầu thang đi lên lầu. Và cái trần nhà rất là cao thẳng ở phía trên. Bây giờ mình đi xuống một xíu nữa. Cái này là cái closet nè, ở dưới cái cầu thang nên nó rất là rộng luôn. Rồi ở bên đây á, là cái bàn ăn, cái cửa sổ. Bên đó là cái phòng khách. Rồi cái cửa đi ra phía sau. Rồi cái ngõ đi vô phòng master, tí nữa mình đi xem sau. Và bên đây là cái nhà bếp. Đó. Nhà bếp họ làm một sink rồi built-in appliances cho mình luôn. Đó, cái bếp không đối diện này nha. Nếu mà anh chị em nào mà thích cái bếp không đối diện á, thì đây cũng là một cái mẫu để cho mình suy nghĩ tới. Rồi bên đó là cái tủ lạnh. Rồi đi xuống đây là cái cửa đi ra gara nè. Cái cửa đó là đi ra gara. Còn cái này là chỗ bỏ đồ ăn thực phẩm. Ngay đây. Thực phẩm đồ khô. Rồi phía bên này là thêm một cái nữa, bỏ thực phẩm đồ khô luôn. Xong rồi cái phòng giặt sấy ở đây. Đó. Chuẩn bị ra gara thì có cái chỗ mà mình ngồi mình bỏ giày hay là bỏ giỏ sách hay này nọ treo lên chịu khó. Rồi họ có thêm cái phòng nhỏ ngay đây là mình có thể làm cái phòng học nè, cho mấy em học sinh, hay là phòng làm việc, hay là mình muốn dùng làm phòng gì cũng được hết. Rồi bây giờ mình đi khám phá cái phòng master bed ha, master bedroom, phòng ngủ chính. Đó. Đi vào đây á, thì lúc mình bước vào á là có cái phòng walk-in closet ngay đây nè, là một cái. Rồi đây là cái phòng ngủ. Cái phòng ngủ này có cái cửa sổ bow window nên nó làm cái phòng nó rộng ra, có nhiều ánh sáng nữa. Rồi ở trên thì họ có cái tray ceiling. Đó. Rồi mình đi qua đây. Đây là cái phòng tắm. Thích nhất của cái căn nhà này á là cái tắm đứng nè, họ làm một cái bự luôn. Đó, rất là sang. Bên đây là hai cái sink với cái chỗ mà để ngồi, để trang điểm nè. Cái tủ kiểu là như vậy chứ không phải là chưa sơn đâu. Nếu mà tùy theo mình chọn thôi, mình muốn sơn màu hay là mình muốn để kiểu gỗ cũng được. Đó, cái phòng tắm này quá thích luôn. Đó. Họ có hai vòi ở trên với bên này. Cái này là cái màu đen đó, tại vì trong cái camera cái ánh sáng nhìn hơi nhìn giống xanh xanh, nhưng mà tùy cái vật liệu mình chọn, mình có thể chọn màu nào cũng được, tùy mình. Rồi cái toilet ngay đây. Rồi cái walk-in closet bự hơn nữa cho phụ nữ nè. Cái ngồi thì có thể dùng cho đàn ông. Đó. Đàn ông thì lúc nào cũng nhỏ hơn. Rồi ha, bây giờ mình đi lên xem mà ở phía trên, khám phá ở trên lầu. Thì ở dưới này á, hiện tại là có hai phòng ngủ với hai phòng tắm. Xong rồi nhà là bốn mặt cạnh luôn, có luôn cái patio ở phía sau. Cái khu này á, là ở thành phố Katy, thuế 3.5. Đó, bây giờ mình đi lên lầu ha. Rất là sàn. Đó, lúc mà mình bước lên lầu á, thì phía bên tay phải
sẽ là cái game room ở đây. Họ làm cái bậc đi lên nè. Ngay đây là cái game room. Đó. Rồi mình nhìn qua bên đây là cái cửa trước ở dưới, cái phòng ngủ đầu tiên. Đó. Trên này được 3 phòng ngủ. Cái này là cái phòng ngủ thứ nhất ở trên lầu nè. Mỗi phòng đều cũng không có nhỏ, rộng rãi. Họ để cái giường như cái này giống như là queen size hay gì, thấy cũng rộng rãi đó. Các cửa sổ nhìn ra phía trước. Rồi kế tiếp là một cái phòng khác. Phòng này thì bỏ được 2 giường nhỏ hơn, hay là bỏ một giường bự cũng được. Rồi một cái phòng nữa là trên này 3 phòng đó. Đó. Closet thì phòng nào cũng giống nhau thôi. Xong rồi cái một cái bát ở đây. Để bật điện lên. Cái bát ở đây là cho 3 phòng ở trên lầu với lại cái game room. Căn nhà này á, giá tiền bao nhiêu á, thì Vy không có biết. Nhưng mà anh chị em nào mà thích các mẫu nhà này, thích cái khu vực này thì hãy cứ liên lạc cho Vy. Rồi Vy sẽ báo giá cho anh chị em biết. Ở đây á, cái căn nhà này là căn nhà lầu. Vy thấy là rộng đó. Còn mình muốn nhà nhỏ hơn thì vẫn có. Anh chị em hãy cứ gọi cho Vy nha. Số điện thoại của em là 832 367 1041. Em sẽ quay những thêm những video cho các anh chị em xem.